Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu một bộ Hungary. Hungary này là năm 1950 51 nha mọi người. Đây là na bộ Hungary xưa. Tiền xưa nhưng mà cái loại này cũng rất là mới nha anh em. Cả bộ 1951. Đây là tiền Hungary. Hungary là mệnh giá rất là lạ luôn nha mọi người. Bóng chìm đó. Bóng chìm là cái chữ của Hungary gì đó. Đây mặt sau là cái búa lưỡi liềm nha mọi người. Đây là cái búa của đảng ha, búa lưỡi liềm Hungary 1954 này là hình như là toàn bộ là của đảng hết nè, mình không biết đảng gì luôn á, đảng Cộng hòa hay là gì đó, nói chung là mình không có rành gì cái này. Bóng chìm à, để mình soi chờ đợi trên những cái tờ này. À, những cái loại này thì chỉ có bóng chìm thôi nha mọi người, không thấy chỉ da quang, chỉ có loại bóng chìm thôi. Bóng chìm là những cái chữ với cái hình gì đó, nhưng mà sau đa số nè đó à, nó để 1951 nè mọi người. Đây là cái bộ 1951 nha, cũng cái búa lưỡi liềm luôn. Đây là cái tờ mệnh giá 5. Rồi đến tờ mệnh giá 10. 10 thì có cái ông gì đó à, mình không có rành ha. Ừ, bóng chìm thì cũng như nhau thôi, nhưng mà mặt sau cái này nó không phải là cái búa lưỡi liềm nữa, nhưng mà nó là cái ảnh, cái hình ảnh một cái canh đang thu hoạch gì đó. Nói chung có chiếc xe, không biết cái ông này ông nào luôn. Rồi đến mệnh giá 10 đến 25, này mệnh giá lạ quá mọi người. Mình giá 25 nha mọi người. Đó, cũng cái hình ông này luôn, với cái hình con sư tử. Rồi mặt sau, sau là đang làm cái đường rầy xe lửa nha mọi người. Chắc cái thời nè 1951 này ở bên Hungary nó đang làm cái đường rầy xe lửa hay sao á. Nó in cái hình đang làm đường rầy xe lửa. Đây. Cũng cái hình ông này luôn, nhưng mà cái màu nó khác. À, có cái hình cô gái đang thu hoạch bông à, đây là bông hồng nha mọi người. Bóng chìm thì cũng vậy luôn nha mọi người. Cho mình soi kỹ ha, mình à, bóng chìm nó để cái chữ với cái búa lưỡi liềm, cái búa lưỡi liềm của đảng nha mọi người. 1951 là hình như nó cái đảng Cộng hòa, Cộng hòa hay là gì đó. Rồi cái ông này hình như cái tên này hay sao á mọi người, thấy nó để chữ như nè CTO gì nè đó. Hình ông này không à. Cái loại này thì cái búa lưỡi liềm thôi nha mọi người, có hai bàn tay cầm cái búa với cái lưỡi liềm nè, đó. À, mặt sau nó có để 1951 nè anh em, đây là mình giá 100. Mặt sau là hình cô gái đang thu hoạch nho à. Đây là bộ Hungary nha mọi người. Cái bộ này Hungary là mệnh giá 200 nè. Đây là mệnh giá 200. Cũng hình ông này, nhưng mà cái tờ này rất là to nha mọi người. Đối với cái tờ này, với cái tờ này thì nó rất là to nè. To nhất ở trong cái bộ. Ồ, cái bàn tay mình bự mà tờ này rất là to. Ồ, to hơn tờ này luôn. Rồi, tờ này là to nhất nha mọi người. To hơn cái bàn tay mình á. Tàu này khổ dài lắm mọi người. Là mình giá 200 à, bóng chìm cũng lưỡi liềm, nhưng mà mặt sau là thu hoạch chè trà nha mọi người. Chè xanh hay trà xanh gì đó, mình cũng không rành nữa, mình không biết cái cây gì luôn. Là thu hoạch bông gì đó. Đó mặt sau nè. Đây là bộ 1951, bộ này cái giá là 450.000. Hungary xưa nha mọi người. Đây là bộ 1951. Anh em đừng có nói là cái bộ này đang còn sử dụng là chết luôn. Bộ này là bộ xưa nè. 1951. Bộ này thuộc về đảng ha. Đảng có cái búa lưỡi liềm nha mọi người. Ở như Việt Nam mình luôn nè. Búa lưỡi liềm với cái búa nè, cái búa lưỡi liềm á là thuộc đảng nha mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt anh em. Ở cái bộ này 450.000 nha mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nha.